Thưa quý vị, trong giai đoạn nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, lực lượng chức năng tại tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều biện pháp quản lý giá cả, bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Ngay từ cuối tháng 12 năm 2023, các đội quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc đăng ký, kê khai và niêm yết giá. Các chủ cửa hàng trên địa bàn đều được vận động để ký cam kết bán hàng theo đúng giá niêm yết. Không đầu cơ giá cả niêm yết và vẫn có giá trên từng kệ, các mặt hàng khách dễ chọn. Đội quản lý thị trường số 4 đã xử lý nghiêm theo quy định của nhà nước, không để cho người dân là thiếu bất kỳ một cái mặt hàng gì ở trong dịp trước, trong và sau Tết. Dựa trên kết quả rà soát, đánh giá sớm nhu cầu tiêu dùng của người dân, các doanh nghiệp tại Thanh Hóa đã dự trữ giá trị hàng hóa phục vụ Tết gần 20.000 tỷ đồng, tăng 25% so với dịp Tết Quý Mão 2023. Thì theo cái dự kiến của năm nay là của siêu thị thì cũng sẽ tăng trưởng khoảng tầm cỡ 5 đến 10% so với cùng kỳ. Chúng tôi đang đưa ra các cái chính sách quá giá, tức là không tăng giá như các năm trước. Cam kết đối với các hộ kinh doanh là tuyệt đối không tăng giá khi có đột biến về hàng hóa. Cùng với đó thì ban quản lý sẽ xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Sức mua của người dân đang tăng lên từng ngày, lực lượng quản lý thị trường đang bám sát diễn biến cung cầu, đặc biệt với các mặt hàng thiết yếu như bánh kẹo, rượu bia, thực phẩm, qua đó bình ổn giá thị trường, bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng.